Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang lesson 2. Lesson 2 này của chúng ta sẽ có cái gì? Here are some more of my family. Here are, đây là, đúng không nào? Here, ear, đúng không nào? Vần của nó là vần e này. Xong vần r này, ear, here. Xong cong lưỡi chữ r lên đúng không? Here are, đây là some more, đây là những cái gọi là some more, more là thêm đúng không nào? Some là một vài điều thêm nữa về gia đình của tôi, of my family, được chưa? Grandfather là các bạn nhìn này, father là bố ha, thì grand là thêm, các bạn thêm một cấp ha. Nếu các bạn hỏi đến ông như vậy là grandfather. Nếu như các bạn nói đến cụ thì các bạn sẽ thêm chữ grandfather, tức là hai chữ grand, đúng không nào? Grandfather. Tiếp tục này, grandmother ha. Uncle, chữ này này, chữ a ngắn này. Uncle. Tiếp tục này, aunt, vần a dài ha. Aunt, dì, chú này, dì này. Và cousin, em con của chú gì thì chúng ta gọi là gì nhỉ? Là em họ hoặc anh họ đúng không? Chúng ta là cousin, được chưa? Rồi, cấu trúc của chúng ta hôm nay chúng ta được học giới thiệu về những người còn lại trong gia đình của mình vẫn tương tự, đó là this is my, đúng không nào? Đây là bố của tôi, đây là ông của tôi, đây là bà của tôi. This is my grandfather. Hi, I'm Annie. I'm Alfil. Alfil, đúng không nào? Rồi, đó, tức là xin chào, đây là ai vậy? Đây là bà của tớ đấy. Xin chào bà, con là Alfil. Please, bạn chú ý nhé, chữ please ha, chữ ed lúc này chúng ta sẽ được đọc thành please, chữ d, please to meet you, tức là rất là hân hạnh, please to meet you là con rất là hân hạnh được gặp bà, hoặc là nice to meet you, con rất là vui mừng, rất là đây ví dụ như là nice to meet you là cái từ please này nó mang nghĩa là hân hạnh, còn cái từ nice là con rất là vui, đúng không nào? Nice to meet you, còn đây là hân hạnh ha. Các bạn dùng từ pleased này thì nó mang nghĩa trân trọng, với đối xử với người lớn thì chúng ta nên dùng từ này hơn, đúng không? Còn nice thì chúng ta nên dành cho người thấp hơn mình hoặc là người bằng với mình nhá các bạn nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ, cô sẽ gửi cho các bạn cái đĩa file nghe số 71 này, thì các bạn nhớ chú ý giúp cô nhá. Các bạn thử xem cái từ nice to này nó sẽ được đọc tự nhiên như thế nào. Các bạn nhớ nhá, share sẽ được đọc thành âm S, nice to meet you, đúng không nào? Đọc tự nhiên giúp cô. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhìn vào cái bức tranh này và các bạn giúp cô giới thiệu xem đây là ai nhá. Đây chúng ta, bạn có thể đóng vai là Tom thì các bạn sẽ là this is my grandfather. Còn nếu như bạn không đóng vai là Tom mà bạn chỉ là this is Tom's grandfather thôi ha. Đóng vai, quay lại video và gửi bài cho cô nhá.